quý vị và các bạn thân mến à, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay à, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê vùng trung du miền núi mang tên oan tình thiếu nữ của tác giả đỗ ngát một câu chuyện mang đậm chất làng quê mà rất nhiều bạn bảo là dạo này sao lại tũng nói ít đọc truyện làng quê thật ra là mình vẫn đọc có thể là các bạn không để ý các bạn hãy ấn vào nút subscribe và hình chuông sẽ nhận được thông báo các bạn sẽ được cập nhật những cái bộ truyện mà làng quê rất là ấn tượng và thú vị các bạn cũng có thể uh, truy cập vào facebook của tác giả đỗ ngát để đọc các tác phẩm khác hay hơn nữa thú vị hơn nữa và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xem tác giả đỗ ngát ngày hôm nay gửi tới chúng ta câu chuyện như thế nào người dân làng vọng đã nghe tiếng than trách chửi rủa của mụ tính ôi giỏi ơi sao cái thân tôi nó khổ thế này chứ lì thì... Đúng là cái bông hoa nhài cắm bãi cất trâu mà Biết lấy chồng khổ như thế thì ở giá còn hơn Chồng với chả con trả được cái tích sự gì Chỉ có phá là không ai bằng Suốt ngày rượu trẻ đàn đúng với mấy cái thằng bỏ mẹ Đã ăn hại Lại còn đái khai Cứ thế Rồi tiếng chửi nhau qua lại Của lão lý thọt và mụ tính Vang cả một góc Hết chửi nhau Rồi rượt đuổi nhau mà đánh nhìn lão lý thọt chân đi cả nhắc người thì còm hom bị con mụ vợ to như cái thùng phi nó đuổi nó đánh ai nấy cũng phải bưng miệng cười còn ai lạ gì cái chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhà lão lý thọt một tháng ba mươi ngày có khi cũng phải đến hăm tám ngày là vợ chồng lão cãi nhau đúng lúc lão tân đi ngang qua cổng nhà lão lý thọt thì loay hoay thế nào đùng đùng thấy cái quốc mộc nó như là thiên lôi ném búa vào đầu họa vô đơn chế. sáng thì vừa ra khỏi ngõ đã bị chó nó đuổi nay lại ăn quả quốc mộc tím cả đầu u một cục trâu bò đánh nhau rồi mũi chết các cụ nói có sai bao giờ đưa tay lần lần lão tân thấy trên trán của mình sưng như quả ổi lần lão nghiến răng ken két lão cũng đứng lại mà giàu mỏ lên như là khích lệ nhà lý thọt trong cuộc chiến không cân sức ấy bác lý à, bác lý sao lại để vợ nó đẻ đầu cưỡi cổ thế ôi giời đàn ông thì phải ra dáng đàn ông chứ lệ lại... suốt ngày để vợ nó nhảy vào mồm nó ngồi chồm hỗm như là con cóc cụ như thế làm sao được ai đời thuở là chồng nói một câu vợ cái lại dăm câu em mà như bác em nói thật em tống mẹ về cái nơi chui ra ấy, chứ ở đấy mà bú lão bú lếu với em đấy nghe lão tân nói vậy ba máu sáu cơn mụ tính chạy ra tận cổng. Đứng trước mặt lão Tân, quần sắn tới bẹn như chuẩn bị cho cuộc chiến. Mộ trống nạnh, dậu mỏ lên. Này, này, bà nói cho nhà Tân hắc lào nhá Phúc Tổ ba mươi đời nhà nào mới lấy được bà nhé. Nhà bà có đánh nhau hay chửi nhau, vẫn còn hạnh phúc chán. Không cỡ như nhà lão, có muốn cãi nhau với vợ cũng chả được. Ai đời sắp xuống lỗ rồi mà còn trinh. <laughs> chả có con bỏ mẹ nào nói dòm Chửi một hồi xong, mụ tính vênh mặt như hả hê. Lão Tần tức đến tím cả mặt vào. Đã thấy hình cha lý thọt, nó cũng sấn sổ lại như băm như bổ vào mặt của Lão Tân. Ê, Lão Tần này Lão Tần, tuy là thằng này sợ vợ đấy, nhưng còn có vợ mà sợ. Chứ ai như lão, <laughs> muốn được vợ nó chửi mà chả được. Cái hạnh phúc khi được vợ nó ngồi lên đầu, á đến chết lão cũng chẳng có may mắn mà hưởng. Lúc này, Tiếng cười của mấy người gần đó vang lên không ngớt, tiếng dì dào bàn tán mỗi lúc một nhiều. Nhà lão tân sức tức đến sôi máu, chỉ còn thiếu nước lao vào mà hơn thua với vợ chồng nhà Lý. Lão tân chẳng hiểu sao vợ chồng nó vừa mới đánh nhau ôm um tỏ như thế, mà bây giờ lại quay sang bênh nhau mà chửi mình. Lão ôm cục tức trong bụng, ngợ ngùng mà ra về. Còn vợ chồng nhà Lý lại nhìn nhau cười đắm đối, như chưa từng có cái sự gì. Mộ tính nhìn chồng e thẹn. Thế để em làm mấy món tầm bổ cho mình nhé. Ăn nhiều thì mới có sức. Chứ dạo gần đây em thấy mình chả được khỏe như trước đâu đấy. Lão Lý Thọt nghe vợ nói thế thì vui ra mặt. Lão vỗ đôm đốc vào cái mông như cái rổ xè của vợ. <laughs> đấy, cứ thế này thì lúc nào tôi chả biết điều. Nào, Thế đi vào nhà Tôi đấm lưng cho Lại nói về lão Tân Lão năm nay đã ngót năm chục cái xuân mà còn chưa có vợ Hồi còn trẻ cũng có mấy mối tình vắt vai đấy Nhưng cũng chẳng đâu đến đâu Do cái bệnh lão mắc phải Ấy là hắc lào Chả biệt hắc lào thế nào Chữa đủ cách trả khỏi Đỡ được một thời gian lại bị Mà cũng là thay cả họ nhà lão bị hắc lào cái da phải nhà lão từ xưa tới nay Hễ mà đẻ ra là đã con trai đàn ông Thì không tránh khỏi bệnh này Cũng chính căn bệnh ấy Khiến cho lão mất đi người con gái Mà lão yêu thương nhất Cũng là tình yêu đầu đời của lão ấy kể ra thì Nó cũng vừa buồn cười Lại vừa thương hại Cái sự đời chéo nghèo Tối hôm đó trăng thanh gió mát Trên triển đê gió lồng lộng lão tân năm ấy mới chỉ độ đôi mươi đang ngồi nói chuyện yêu đương với cô lan cô gái đẹp nhất làng tân tự nhận mình là người có tài khi mà cưa đổ được em lan trong khi nhiều thanh niên của làng thì tìm đủ mọi cách em cũng chẳng thèm để ý trước khi đến chỗ hẹn tân đã trộm được của bà hoài quả bưởi đào để lấy được quả bưởi làm quà cho em lan thì tân cũng phải vất vả lắm bị hai con chó nhà bà hoài đuổi đến chạy mất cả dép ngồi trên bờ đê gió vi vu tân hào hứng bóc bưởi đào cho người yêu ăn nhưng khổ nỗi ngày hôm nay cái đám hắc lào mả mẹ nó tự nhiên lại lên cơn khởi nghĩa ngứa không chịu nổi cứ tranh thủ em lan không để ý là tân lại thò, thò tay vào mông mà gãi phành phạch rồi lại đưa lên bóc bưởi cho người yêu sự chẳng đành cũng xảy ra lúc em lan vô tình quay lại chứng kiến được cảnh tân cho tay gãi mông em thẳng thốt kìa anh tân vừa làm gì đấy à, anh bóc bưởi cho lan ăn không trước đó anh làm gì đấy ờ à, à, anh 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 gãi mông Hôm nay đám hắc lào lo hành Anh ngứa chịu không nổi <laughs> Lan thông cảm cho anh nhớ Gãi mông xong bóc bưởi Bóc bưởi rồi lại gãi mông Tân nhìn Lan Trả lời hết sức tự nhiên Như chẳng có chuyện gì Nhưng trái với suy nghĩ của Tân Lúc này Lan đã giận đến tím cả mặt Đứng dậy ném muối bưởi đang ăn dở vào mặt Tân Chia tay đi anh, anh lại vừa gãi mông Vừa bóc bở cho tôi Theo hóa ra từ nãy đến giờ Tôi ăn cả cái đám hắc lào ở mông anh đấy Rồi cứ thế Lan òa lên nức nở Tân còn chẳng kịp an ủi giải thích Lan đã chạy vụt đi Trong sự ngỡ ngàng của Tân ok, kìa Ơ kìa em Lan Ơ kìa Anh <laughs> thế rồi từ hôm đó tân cũng chẳng gặp lại lan thêm một lần nào nữa cô mất tích không một dấu vết đến cả bố mẹ cũng chẳng biết cô đi đâu họ lục tung ngóc ngách trong cái làng này lên mà cũng chẳng thấy người ta đồn rằng là lan chở với thằng nào rồi sợ phạt vạ cho nên mới bỏ làng mà đi tình yêu đầu đời của tân cũng đặt dấu chấm hết tại đấy sau này cũng tìm hiểu thêm vài ba cô nhưng cũng chẳng đi đến đâu chỉ vì họ sợ lấy tân về con họ lại mang cái bệnh như lão thì khó lão tân cũng là phường có chữ có nghĩa đấy trước kia lão cũng mở lớp dạy chữ cho đám trẻ con trong làng nhưng chỉ vài ba bữa thì bố mẹ của bọn trẻ không cho con theo học nữa học chữ thì chả thấy đâu đứa nào đứa đấy học lão cái thói chửi thề cũng từ đó lão tân lại đổi sang nghề thầy pháp không ai biết lão bỏ làng đi đâu mấy năm sau quay về. Lão nghiễm nhiên trở thành một vị thầy Pháp, cũng gọi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Hễ nhà nào cần xem ngày là ma chay cưới hỏi, động thổ xây nhà, đều tìm đến lão tân. Lão cũng chẳng nề hà mà luôn giúp đỡ mọi người tận tình. Công xá thì lão cũng chỉ xin đĩa xôi, cái đùi gà, gọi là hưởng chút lọc. Ai nấy đều quý tìm lão, Nói không hoa thì lão còn có cả cái tài đuổi ma, bắt vong. Hôm ấy, lão Tân đang ung dung ngồi xỉa răng trên cái chõng tre ngoài hè. Tiếng con bộ lành bán thịt lợn gọi thất thanh, khiến cho lão giật mình suýt nữa lộn cổ. Ôi, thầy Tân ơi, thầy Tân, thầy Tân ơi, thầy có nhà không? Cứu với, chết rồi, chết rồi, nguy to, nguy to, thầy cứu chồng em với. Nhìn mộ lành vừa lạch bạch chạy vừa gào lên, như hết hơi lão tân quát ồ kìa thế tao đã chết đâu mà hớt hải thế ê nhìn kìa ăn cho lắm vào rồi chạy lạch bà lạch bạch không nổi ấy hơ người thì cứ như là cái quát thóc ấy. ôi giỏi ôi bồ tiền sư bảo sao suốt ngày chồng nó kêu chán cái quả chân này mà đêm gác lên chồng không khéo sáng mai thức dậy thầy nó đạp chiếu mẹ à rồi Mộ lành nghe lão tân nói như vậy thì cũng buồn ra mặt nhưng mộ cũng chẳng để bụng mà thưa chuyện luôn thưa thầy thầy cứu nhà em với cứu nhà em với thế ạ, à, nó bị làm sao em em chả biết đi đâu tự chiều qua chưa về thầy ơi thế có khổ cái thân em chứ không ờ à... Thì chắc nó đi uống rượu, rồi trôi rúc vào cái xó nào chứ có cái gì đâu, tê nó tê, nó khắc tự mò về, làm gì mà cứ sồn sồn lên như sắp chết đến nơi. Ấy. thôi về đi. Nghe thầy tân nói vậy, mụ lành lại khóc giống lên. Thầy thương em, thầy chỉ tìm chồng em vậy. Mụ còn chưa kịp nói hết câu, lão tân đã quát: ở hay cái nhà chị này, cứ gào cái mồm lên rồi người ta tưởng tôi lại làm gì chị thì chết thì mất hết cả uy tín. thầy thầy có sang tìm giúp chồng em không chứ không em ngồi giải thẻ ở đây chứ chả về. lão tần sợ hãi. Ôi thôi 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 tôi tôi xin tôi xin được rồi thế tôi đi theo chị về một chuyên. mụ lành nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm như thể chút được nỗi lo. sau một hồi cùng mấy thanh lên nên ở trong làng tìm kiếm chồng mụ lành thì lúc này lão tân đứng ở dưới bụi tre nhìn lên bây giờ trời đã quá trưa tìm được nửa ngày rồi mà chẳng thấy thằng sồi chồng mụ lành đâu đã lục hết tất cả ngóc ngách ở cái làng này mà không thấy tăm hơi của thằng sồi mà hôm qua nó có đi từ nhà thằng điền về nhà nó hai nhà cách nhau độ hai chục cái nóc nhà chưa có mấy nghĩ ngợi một lúc lão tân vỗ đùi đánh bốp một cái đèo mẹ Có khi Có lẽ nào Mà nó dâu Có phải không nhỉ Chả biết chừng à Lão Tân bây giờ mới gọi mụ lành lại Này Này Thế về nhà chuẩn bị cho tao một con chó mực Một cái áo của chồng mày Cái áo nào chữa giặt đấy Hồi hồi nhá Với lại một con gà trống thiến ra đây Nhìn mộ lành còn đang đứng ngơ ngác Lão Tân quát Thế còn không mau đi đi Cứ đứng như trời trồng ra đời Đúng là đàn bà không được cái tức sự gì à, à, Thì Thì con đang đợi xem thầy có giận gì không Giận giận cái mà cha nhà chị Đi nhanh lên rồi không mất Bố nó chồng bây giờ Lúc đấy thì thành quả phụ chứ chả treo gì Bù lào bô tuét Ông lại sai âm binh nó vả cho vỡ mẹ mỏm định Nghe thấy Lão Tân Giọng nó có vẻ tức giận mụ lành ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà chuẩn bị đồ lễ y lời lão dặn trời bấy giờ là giữa trưa nắng như đổ lửa một phần vì nóng nực cho nên lão tân lại bị cái đám hắc lào hành hạ lão có phần tức giận hơn mọi ngày chốc chốc lão lại bành cái cặp quần ra cho tay vào mông mà gãi phành phạch phành phạch cho nó thỏa cái cơn ngứa sau khi mụ lành chuẩn bị hết đủ đồ mà lão Tân đã dặn, bấy giờ lão thắp lên trên ban thờ ra tiên nhà mụ lành ba nén nhang Lầm rầm khấn vái gì đó Lấy trong túi đồ nghề ra một cái quận dây chỉ đỏ Ước chừng độ dăm ba mét Buộc sợi chỉ vào cổ của con chó Rồi lấy cái áo của thằng sồi Đưa cho con chó mực ngời ngời Lão cầm một đầu dây chỉ đỏ Để cho con chó dẫn đi Vừa đi vừa gọi to À, thằng đậu à, văn à, sỏi ở đâu thì về nhà ư à, ơ à, bơ sỏi ư cứ thế lão cùng vài người nữa đi theo sau con chó mực con chó lượn sang bên phải thì lão tân cũng lượn sang phải con chó nó vẻ sang trái lão cùng với mấy người kia cũng đạp sang bên trái cho đến một bụi dứa dại con chó dừng lại sủa ông ổng vào đó ba tiếng lão tân bấy giờ mới vội vàng à, cắt tiết con gà trong này à, cắt nhanh lên cho thầy một thanh niên nhanh chóng cầm con dao nhọn hoắt thọc vào cổ con gà tiết gà phun ra xối xả lão tân nhìn thằng thanh niên mà gật gù gờm à, chả biết giết bao nhiêu con gà rồi mà anh chuyên nghiệp thế hôm nào nhà thầy mổ gà sang cắt tiết giúp thầy nhớ anh nọ nhe răng ra cười đón bát tiết gà từ tay lão tân cầm hất thẳng vào cái bụi dứa dại máu me đỏ lòm lòm văng ra tung tóe lúc này lão mới lẩm bẩm câu gì đó mà có lẽ chỉ mình lão hiểu cuối cùng lão hô to trung bày đâu phát quan cái bụi dưa này xem thằng sỏi có ở trong đấy không bấy giờ mọi người mới nhìn lão bằng ánh mắt nghi ngờ bởi vì cái bụi dứa dại này thì làm sao ma nó giấu vào được chứ. Lão Tân lại bảo mọi người tìm ở đây. Liệu có khi lần này lão đoán sai? Thấy mọi người còn đang do dự, lão Tân quát. Ừ hay thế chúng mày có nghe nhời không? Nhưng không nhanh lên thì có mà vác xác thằng sổi về. Nghe đến đây, ai nấy vội vàng lao vào, phát quang cái bụi dứ. Còn lão Tân thì đứng đấy giọng oang oang. Chúng mày cứ liệu liệu mà làm. Chứ nhỡ tay ậm bổ cẩn thận lại cốp một cái vào đầu nó thì thôi đấy. Chừng độ vài phút sau, một người hét to. Ôi trời ơi, thầy ơi, thấy thấy sổi rồi, thấy nhà sổi rồi, thầy ơi. ấy thấy là mọi người xúm xít vào, lôi thằng sổi ra khỏi bụi dớ. Bây giờ nhà sổi đã bất tỉnh, toàn thân lạnh toát, ở trên người chỗ nào cũng be bét máu, vì bị gai dứa nó cào. Mà chẳng ai hiểu làm sao cái thằng cha này nó lại chui được vào cái bụi dứa dại như thế ngồi chồm hổm ở trong đó về đến nhà mụ lành cứ thế mà đứng ỉ ôi khóc lóc mình ơi mình làm cái gì mà dạ nông nội này dạ nhưng mà mình nghe em hôm đấy không sang nhà điền uống rượu thịt chó thì có phải là không ra cái cớ cái sự này không ôi sao xấu em nó khổ thế này nhìn thấy mụ lành cứ khóc lóc mãi lão tân mới nổi giận quát Đi lấy nước ấm lau người cho chồng đi. Lèo nhèo. Nghe thầy bảo thế, Mụ Lành vội vàng đi làm. Lão Tân còn nói với theo. Đập cổ gần, mới cho ru muối vào như." Rồi lão lại ra hiên, ngồi hút thuốc lào long sòng sọc. Đang trong cơn phê thuốc, Mụ Lành chạy về vỗ vai lão. Lão giật mình. Cái gì đây? Chị cứ làm như thế này thì tôi thòng tim tôi chết lúc này mụ lành cười trừ thầy thầy vào nhà xem làm sao mà cứ bề man mãi trở tỉnh lão tân đứng dậy đi vào trong nhà xem tình hình của thằng sỏi sau khi được lau nước gần mà cơ thể của thằng sỏi vẫn cứ lạnh toát lão tân giơ tay vả mạnh vào má thằng sỏi mấy cái sỏi ơi dậy dậy ăn thịt chó gọi một hồi không thấy thằng sổi có phản ứng gì Lão Tân mới bảo Chắc gặp ma Nó dọa cho mất mẹ vía rồi Mụ lành nghe đến đây thì lại ngoạc cái mồm ra mà gào Không biết con mụ này nó xót chồng Hay nó lo sợ mai này vắng bóng đàn ông Lão Tân lại quát Bớt bớt cái mồm đi Từ sáng đến giờ khóc lóc ỉ ôi trời trẻ Lấy cho tao một cái áo của thằng sồi ra đây Cầm lấy cái áo Lão Tân buộc cái áo vào cái que dài Đứng ra giữa sân, cứ thấy mở khua đi khua lại lắc la lắc lư ở trên không ba hồn bảy vía nhà sổi ở đâu thì về ấy chứ mà ba hồn bảy vía nhà sổi ở đâu à, thì về nhà mau lên vía lạnh thì ở vía giữ thì đi có cái chi chi ở về nhà bàn tiếp theo dân gian trên áo của người bị mất vía còn vương lại sinh khí của người đó cho nên hồn vía của người bị mất vía có thể nhờ đó lần theo sinh khí còn vương ở trên áo, theo tiếng gọi mà về với xác. Lão Tân lập đi lập lại bảy lần, ở trong nhà truyền đến tiếng hét lớn. Thằng sổi tỉnh rồi, ôi dồi ôi, thằng sổi tỉnh rồi. Bây giờ thằng sổi mới mở mắt, nhìn mọi người một cách đầy mệt mỏi. Còn Lão Tân thì híp mắt cười, cười cười. Xê ra, để thầy hỏi chuyện nhà anh sổi xem thế nào mà ra cớ sự này bấy giờ mọi người vây quanh thằng sổi Mới giạt hết sang một góc Nhường chỗ cho thầy Này Tối qua đi uống rượu về Trên đường có gặp ai gặp cái sự gì không Có làm gì đắc tội với người âm không mà bị như thế Thằng sổi nhìn lão tân Sụt sùi Nhớ lại câu chuyện tối ngày hôm qua Lúc bấy giờ độ tầm 10 giờ đêm Nó đi nhậu nhẹt về Vừa đi Thằng sổi vừa nghêu ngao hát Ngồi răng à, na ngồi tựa có mấy răng là răng Còn đang vui vẻ thì bất chợt thằng sổi im bặt Nó trông thấy phía xa xa có người con gái đang ngồi ngay bên bụi dứa dại nghĩ bụng không biết con gái con đứa nhà nào mà giờ này rồi còn ra đây ngồi mà đái bậy. lại ngồi đái ngay bụi dứa dại thế kia chứ không may có con hổ mang bành nó thò ra từ bụi dứa nó mổ đánh pẹp một cái vào cái chỗ ấy không biết là garo kiểu gì thằng sổi liền tiến tới xem là ai thế nhưng đến gần thì bóng người con gái đó bỗng nhiên đứng phát dậy quay thẳng về phía thằng sổi mái tóc dài ngang hông với dáng người đáy thắt lưng ong thằng sổi đoán có lẽ đây là em đào con nhà mạnh bán thịt chó bởi vì thằng sổi thường xuyên sang bên ấy để mua thịt chó cho nên nhớ cái vóc người của em đào lắm mê thịt chó nhà ông mạnh một thì mê em đào đến mười mà nói cho cùng thì cả cái làng này Thằng nào mà chả mê con đào Nó đẹp như thế cơ mà Đinh ninh đấy là em đào Người tình trăng mộng Thằng sổi buông lời trêu ghẹp Ê có, có phải em đào Nhà bác mạnh thì chó không Thế Em đi đâu mà đêm tối Còn chưa về đấy họ Thế Có cần anh đưa về không lúc này người đàn bà ở trước mặt chẳng nói năng gì chỉ cười cười thế nhưng mà giọng cười nghe lại như từ cõi xa xăm vọng lại thằng sổi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy em đào đưa tay vén tóc sang một bên dưới ánh trăng sáng để lộ ra tấm lưng và bờ vai trắng nõn Thằng sổi nhủ thầm Hôm nay em đào lại còn mặc yếm Bố tiên sư người đâu mà trắng thế Trắng cứ gọi là nốt nùn nột, nột nít nền nịt Giá như mà mình chưa có vợ Thì tốt biết mấy Rồi thằng sổi cất tiếng Treo người con gái trước mặt Mà nó ngỡ là em đào Bây giờ anh mới hỏi đào Vườn hồng ai đã ngoáy vào hay chưa rồi thằng sổi cười khanh khách chỉ là niềm vui chưa được bao lâu nụ cười trên mặt tắt lịm khuôn mặt nó chuyển sang trạng thái tái mét mồm há hốc ra chẳng ngậm lại được đôi mắt nó trợn tròn như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt toàn thân của nó run lên lẩy bẩy một dòng nước ấm tồ tồ chảy ra giữa hai chân trước mặt thằng sồi nào phải là em đào xinh đẹp mà là một nhân ảnh quỷ dị khuôn mặt gớm ghét. từng thớ thịt ở trên mặt đang dần dần thối rữa những con giỏi có lúc nhúc lúc nhúc dưới dấp lớp da hai con mắt người đàn bà toàn lòng trắng không có con ngươi cái thứ ấy đưa tay bắt mấy con giỏi ở trên mặt bỏ vào mồm nhai bem bép thậm chí còn nhều ra cái dòng chất dịch trắng trắng vàng vàng trông béo béo mỡ mỡ nhân ảnh ấy nhìn thằng sổi rồi cười lên khùng khục những tiếng cười kinh hãi rùng rợn à đưa hai bàn tay sơ sầu của mình về phía thằng sổi em chưa có người yêu Em đang ế đây này Thiên làm người yêu em nhé Đi cùng em nhớ Cái thứ quái gì ấy Trồm thẳng về phía thằng sồi Toàn bóp cổ nó Nhưng khi cánh tay xương sầu chạm vào cổ thằng sồi Thì luồng sáng hất văng cái con ấy ra Lúc nó ôm lấy thân thể quần quại lên vì đau đớn ánh mắt chuyển sang màu đỏ lòm nhìn chằm chằm thằng sổi đầy tức giận một màn xương lạnh bốt vây quanh lấy thằng sổi rồi cứ thế thằng sổi lệm đi không còn biết gì nữa nghe xong toàn bộ câu chuyện thằng sổi kể lão tân cười khanh khách như thể vui lắm <laughs> chết cụ nhà mày chứ ai bảo mê gái cơ cứ... Ê, cái thói mê gái thì cho mày chết Lần này thì chờ nhớ Tao bảo rồi Gái càng đẹp Họa chỉ có mà là yêu quái Lão Tân nhìn cái dây chuyền mặt Phật Thằng sổi đeo ở trên cổ May cho mày là vì Có cái dây chuyền mặt Phật này bảo vệ đấy Không á Thì ngày này sang năm Là dỗ đầu mày đấy Nghe Lão Tân nói Thằng sổi rôn lên như cầy sấy Chắc từ giờ nó cạch đến già Chẳng dám đi đêm đi hôm. Lại càng không dám trêu ghẹo gái xinh nữa. Mộ lành tức anh ách, mặt đỏ tía tai. Hóa ra là vì thằng chồng mê gái mới thành ra cái cố sự như vậy. Mộ tức tối giọng tay vào chán chồng. Tôi biết ngay mà, mê gái là bị ma nó giấu. Ai, nếu mà tôi biết thế là tôi mặc xác nhà ông. Tôi chả thèm vất vả để tìm ông vẻ như thế nữa. Cho chết bờ chết bụi ở đâu thì chết mẹ đi. Mắng chồng xong, mộ lành lại chạy ra ngoài hiên kêu lên oai oái đấy thế chứ có nhục của nhà cái thần tôi không Hôm nay lưng ra bà làm Thứ khuya dậy sớm lúc nào cũng vì chồng vì con mà cái thằng rời đánh cái thằng thánh vật cái thằng chết treo chết trèo này lúc nào nó cũng mơ tưởng đến người khác đấy ôi trời ơi là sai là khổ ơi là khổ bà truyền đời bà báo danh cho cái thằng chồng nhà mày biết nhá từ mai trở đi bà cấm bà cấm tiệt này đi ăn thịt chó à, không bà bà chỉ cấm mày không được sang nhà con đào mua thịt chó nhìn mụ lành như vậy có mấy ạ à, ai nấy có mặt ở đây cũng phải ôm bụng mà nếm cười xong việc lão tân được mụ lành biếu cân thịt lợn với cái móng giỏ ế thế là hôm nay lão sẽ được nổi giả cày ra hồn lão tân cảm ơn mụ lành rồi vội vã ra về vừa đi vừa giơ cái chân giò lên híp mắt cười thích thú một tay lại cho vào quần gãi cái mông phành phạch tối nay sang nhà thằng lý thọt ăn trộm nải chuối xanh về bôi dần không ông ấy chặt mẹ cả buồng dựng góc nhà xanh thì ông bôi hắc lào chín thì ông ăn chừa cái tội chế rượu ông không lấy được vợ <laughs> Ông không lấy được vợ Không phải là vì ông ấy nhá Ông không lấy vợ là ông ở vậy cho gái nó thèm đi. Chúng mày chả biết cái đeo gì Cách đây được một tuần Nhà lão Kha chợt loạn lên Khi thằng con trai duy nhất Nhà lão tự dưng hóa điên Buổi sáng hôm đó Khi nghe tiếng hét thất thanh Của vợ thằng Quân Thì nhà lão Kha chạy vào trong buồng Xem là chuyện gì Thậm chí lão Kha còn lăm lăm Cái đòn gánh Chả may mà có gặp trộn Thì phang cho nó một trận Cái tội dám cả gan vào nhà lão Thế nhưng vào đến nơi Thì ai nấy bồn rộn cả tay chân Chứng kiến cảnh thằng quân Đang ngồi ở xó nhà Tay đang cầm con gà mà lếm láp từng giọt máu Vương trên cổ gà một cách Ngon lành Vợ thằng quân sau khi la hét Thất thanh đầy kinh hãi Thì lăn ra mà ngất xỉu Mụ tho chứng kiến cảnh con trai Uống máu gà mụ lợn giọng bịt mồm mà chạy ra góc vườn nôn đấy nôn đẻ nôn ra mật xanh mật vàng chỉ có lão kha là còn bình tĩnh lúc này lão kha lao vào giật con gà từ tay của thằng quân nó cào lê lịa đến nỗi bật cả máu mặt thằng quân nhìn lão kha ánh mắt đầy ghê giận trong con mắt của nó bây giờ hằn lên toàn những tia máu đỏ đôi mắt ánh sáng đầy vẻ quỷ dị không còn giống với người dù môi của nó không mấp máy nhưng một âm thanh trầm đục u uất từ cổ họng vang lên tao sẽ bắt chúng mày trả mạng tao sẽ bắt chúng mày trả mạng <laughs> thế rồi nó cười lên như điên như dại tiếng cười như chẳng phải là của nó nữa mà là giọng của một người khác lúc thì cười lúc thì gầm gừ đáng sợ gia đình lão kha phải gọi đến độ chục người thanh niên đến giúp đỡ mới giữ được thằng quân dù sức vóc của thằng quân cũng chẳng lấy gì làm to lớn chả hiểu sao hôm nay nó lại khỏe đến như vậy lão kha trói chặt thằng quân rồi nhốt nó vào trong phòng hàng ngày vợ nó phải nhận nhiệm vụ đưa cơm vào cho chồng ăn mấy người hàng xóm biết tin thằng quân bị như vậy họ thi nhau theo dệt đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nhất là con mụ kim nổi tiếng là buôn dưa lê từ đầu làng đến cuối ngõ hễ nhà nào có chuyện mụ cũng biết chả hiểu là mụ nói năng kiểu gì mà từ con kiến loanh quanh đến cuối làng nó thành con voi nào là thằng quân nó nghiện nào là động mồ động mả nào là vị bị vong nó ốp cứ thế cái ngõ cái ngách nào ở trong làng này cũng bàn về thằng con trai nhà lão kha lão kha đang say giấc chợt nghe tiếng gà kêu quang quác lúc này nghi là nhà có trộm lão liền lao ngay ra phường xem ở bên cạnh chuồng gà có người con gái tóc xõa đang đứng đó cất tiếng khóc thê lương ai, ai oán lão kha nhủ thầm ở trong bụng đéo mẹ nửa đêm nửa hôm cái con bỏ mẹ nào vào nhà ông mà khóc lóc không khéo là nó vào ăn trộm Lão Kha tay cầm lấy cây hèo dựng gần đó Nhẹ nhàng tiến đến Con kia Sau nửa đêm nửa hôm Đến nhà tao mà khóc ẩm ĩ lên Cút mẹ mày đi không Ông lại phạm cho một hèo bây giờ Bây giờ Thân ảnh kia mới từ từ quay đầu lại Tao chết rồi còn đâu Bố mày bốc mày giết tao rồi còn đâu hả à. người đàn bà quay lại hẳn cũng là lúc lão kha chết sững mặt cắt không còn giọt máu cây hèo đã rơi khỏi tay lão mồ hôi trên trán đầm đìa đôi mắt ánh lên kinh hãi trước mắt lão bây giờ thân ảnh vô cùng quỷ dị gớm ghiếc khuôn mặt thối rữa méo mó biến dạng Mồm thì bị ai dùng dây thép Khâu lại chẳng chịt Khóe miệng không mất máy Nhưng giọng nói âm u đáng sợ Vẫn cứ vang lên Làm cho lão kha bùn rộn cả chân tay Vong nữ nhìn lão kha đang rôn sợ Đến đái ẻ cả da quần Thì khuôn mặt thích thú Đưa tay lên mồm mình Rằng sợi dây thép Bật máu ra Mỗi một cái giật Là một lớp da Cũng bị giật ra theo cho đến khi mồm của nó có thể há ra Thì cũng là lúc Chẳng còn lớp da quanh môi Chỉ còn lại xương hàm và dịch mủ hôi tanh Cùng với những chân răng nhỏ nhỏ trắng Trông ghê tởm Chốc chốc những con giỏi to Như là ngón đầu ngón tay út Cứ đang rúc vào trong cái lớp xương Da đang phân hủy Cái vòng lướt đến bên cạnh lão kha lè cái lưỡi đỏ lòm lòm đầy máu liếm láp lên mặt lão nhưng không thể chịu đựng được sự tra tấn kinh dị cuối cùng lão kha lăn ra ngất lịm lúc này vong nữ toan bóp cổ lão kha nhưng nó khựng lại nó nhìn lão kha đoạn nói tao sẽ hành hạ chúng mày trước khi giết chúng mày bố con mày phải giả nợ cho tất cả những gì chúng mày đã gây ra <cười> Tiếng cười ma mị vang lên Rồi vong nữ biến mất trong màn đêm ô tịch Cho đến khi tiếng hét hoảng hốt Của cô Huệ vang lên Gặp bố chồng mình Đang nằm ngất ở góc vườn Cạnh cây hương Mụ Tho nghe thấy con dâu la che che cũng vội vàng chạy ra. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Mụ cũng chết sững khi thấy chồng mình nằm co ro dưới đất, đầu tóc bẩn thỉu be bé bét. Mụ vội vàng chạy sang chi hô hàng xóm vào đưa lão Kha về nhà. Mụ lau người cạo gió cho chồng, một lúc thì lão Kha tỉnh lại. Lão đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh, từ từ nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Lão biết đấy không phải là mơ, chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra với nhà lão, nó đang nhắm đến lão và đến thằng con trai độc nhất của lão. mấy ngày hôm nay hồ như thằng quân đã tỉnh táo trở lại, ánh mắt không còn trợn ngầu lên nữa, thần trí và lời nói cũng dần ổn định. nó nhìn vợ âu yếm rồi bảo, mình ơi, mình cởi trói đi. anh khỏi rồi. cô hệ vợ thằng quân nhìn chồng đắn đo, không biết có nên thả ra không. Bởi vì nhỡ như có cái chuyện gì Thì bố mẹ chồng lại trách tội Như nhìn thấy sự do dự của vợ Thằng quân lên tiếng thúc giục Mình còn đắn đo cái gì Mình không thấy tôi bây giờ khỏe rồi đấy à Chói tôi thế này mà tôi điên thật Lúc đấy lại chỉ khổ mình Nghe chồng nói có lý Cô Huệ cũng xuôi tay Mà cởi trói cho chồng Nhưng cô không ngờ rằng Hành động tưởng chừng như thương chồng Lại là làm hại chồng khi cái dây thừng vừa được cởi ra khỏi người thằng quân thì mắt của nó lại đỏ lừ lên long sòng sọc nó hất mạnh một cái làm cô huệ ngã ngửa ra đằng sau cú đẩy mạnh khiến máu đầu cô huệ chảy ướt đẫm mắt cô mờ dần mờ dần rồi ngất lịm trước khi ngất đi cô huệ mơ hồ nhìn thấy Khuôn mặt của một người đàn bà kinh dị nát bấy Đang đứng ngay đằng sau lưng chồng Nhìn mình bằng ánh mắt đầy thỏa mãn Mụ tho phát hiện ra con dâu nằm ngất xỉu Thằng con trai quý hơn vàng thì biến mất Mụ hốt hoảng Ông Kha ơi, ông Kha Thằng quân nó đâu mất rồi Nghe vợ gọi Lão Kha vội vàng chạy sang bên phòng con xem tình hình ra sao lão cũng giật mình thấy con dâu nằm quay đơ ra lão đưa tay lên mũi con dâu rồi mới thở phào mày quá không sao chắc chắc là bị ngất thôi mụ tho nổi cơn tam bành lao đến chỗ con dâu đá đá mấy cái dậy dậy mau lên nghe tiếng mẹ chồng cô hệ mới mở mắt ra một tay theo phản xạ đưa lên trên đầu chỗ đang bị đau Ơ mẹ ạ Thằng quân đâu Sao mày lại bị như thế Mẹ ơi Anh 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 quân chạy, chạy mất rồi ạ Làm sao Làm sao mà nó chạy Là mày thả nó ra đấy hả Cô hệ lúc này cúi đầu không nói Nhìn thái độ của con dâu Lão Kha cũng đoán ra chuyện gì Lúc này lão đành thuê mấy thằng thanh niên to khỏe Đi lùng sục khắp làng Bắt thằng con điên của lão về Mọi người tìm khắp ngóc ngách nọ kia mà chẳng thấy đâu. Ai nấy đều đã mệt mỏi. Toàn bỏ cuộc. Thì một người lên tiếng. Này, có một nơi chúng ta chưa tìm đấy. Là cái bãi tham ma à của làng. Ai nấy nhìn nhau gật đầu. Đúng rồi, là chỗ đó chưa tìm. Lão Kha hô lên. Nhảnh lên, giả giả đó tìm xem nào. Nếu mà tìm thấy con tao, tao thưởng. Mấy thằng nhìn nhau cười cười. Bao nhiêu mệt mỏi như tan biến cả lũ kéo nhau về bãi tha ma cuối làng nhưng vừa đến cổng bãi tha ma không ai bảo ai thằng nọ rèn giữ thằng kia không dám tiến vào bên trong cảm giác như có cái thứ gì rất đáng sợ bên trong đó vậy khung cảnh bãi tha ma đầy cỏ dại mang vẻ âm ô chết chóc ở ngoài kia thì nắng như thế mà vào đến đây bầu trời cứ như là tối sầm lại sắp sập mưa đến nơi thằng gan dạ nhất cũng nổi hết cả da gà da vịt lông mau lông tơ dựng ngược thằng yếu dạ thì răng đánh vào nhau canh cách chân đứng chẳng vững chỉ còn thiếu mỗi nước là đái ra quần lão kha lúc này cũng không còn hùng hồ mặc dù lão rất lo cho con mà lão nói thều thào như hết hơi chục chục chụ, chụ mày vào đi rồi rồi tao thường thêm cho lúc trước thì ai nấy đều hào hứng khi nghe lão kha nói đến Thượng nay thì mặt thằng nào thằng đấy trắng nhợn cả da xun cả vòi thế thế tao đi trước chúng mày đi sau nhớ nhớ là theo sau nhớ nhá thằng nào bỏ vậy là là ông đéo giả tiền đâu vậy là lão kha tiên phong đi trước cũng chẳng phải chưa ai từng ra đến bãi tha ma bao giờ nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay bãi tha ma làm cho người ta cảm giác áp lực kinh khủng Quỷ dị lạnh lẽo. Cả đoàn người đi sát nhau. Bỗng nhiên lại có tiếng hét, rồi hàng loạt những tiếng gào thét vang lên. Cả đám đứng co do thủ thế. Đợi một lúc, sau khi dứt những tiếng hét lại chẳng có sự gì xảy ra. Lão Kha mới quay lại. "Được, Điều... đứa nào vừa hét đây?" Có chuyện gì nói tao tao nghe xem nào Thằng cò run bẩn bật Bác 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 Kha hơi Cháu cháu thấy có cái bóng người Chạy vụt qua cái dãy mộ ở đằng kia đấy Đoạn nó đưa tay chỉ về hướng Mà nó nhìn thấy cái bóng người Chẳng biết là bóng người Hay là bóng ma Hàng loạt tiếng động vang lên Cả đám lại thêm rúng gió Giữa bãi tham ma rộng lớn nhưng bây giờ là im phăng phắc những tiếng động tưởng chừng như rất nhỏ lại trở nên nghe rất rõ ai nấy lạnh toát và sống lưng nhất là thằng tèo thật thằng quân đúng là thằng quân con tao rồi lão kha hét lên khi nhận ra bóng dáng vừa vụt qua đúng là con trai lão lão cứ thế mà chạy theo cái bóng người đang lấp ló thấy lão kha chạy cả bọn cũng chạy theo lão khả hét lên chửi nhau ra tìm nó xem nào đừng để nó chạy mậu lên cứ như thế mỗi thằng một ngả để bao vây lấy thằng quân nhưng sự chẳng lành bắt đầu xảy ra từ đâu một màn xương đen đặc lạnh bút bao phủ chẳng ai nhìn rõ ai những tiếng hò hét gọi nhau hoảng loạn thằng tèo cũng bị màn xương bao phủ nó nghe thấy từ phía xa xa là tiếng bọn trẻ con ý ới gọi nhau lùa trâu về thằng tèo lần theo tiếng gọi ấy mà ra khỏi cổng nghĩa địa đưa mắt quay lại nhìn vào bên trong bãi tham ma thì lại chẳng thấy cảnh tượng kinh dị nào chỉ thấy làn xương dày đặc mà chẳng thấy bọn lão kha đâu lúc này mặc dù sợ lắm nó vẫn phải cố giữ tỉnh táo để tìm đến lão tân nhờ sự giúp đỡ ở làng này giờ đây ngoài lão tân thì chẳng có ai có thể giúp được nó chạy như điên cuồng đến nhà lão tân bỏ lại đằng sau lưng cái nghĩa địa cứ như con quái vật khổng lồ đang lừng lững ở đó lúc này lão tân đang kéo cái cặp quần xuống quá mông để mà bôi đám hắc lào tiếng gọi thất thanh vang lên thầy tân ơi thầy tân ơi cứu với thầy tân ơi lão tân bực dọc đưa nào rồi được tí lão lẩm bẩm mẹ đến đúng cái lúc này lão tân vội vàng bôi quả chuối xanh ăn trộm được ở nhà con mụ tính vào mông chỗ đám hắc lào đang hành hoành vừa bôi mặt lão vừa suýt xoa ôi rồi ôi Xót đeo chịu được Thầy lao mãi chưa ra Thằng Tèo mới tiến lại gần gọi lớn Thầy ơi Nhanh lên chứ không Chậm trễ rồi chết người thầy ơi Dứt câu Lão Tân đã lò dò đi ra Thấy có cái việc gì Thằng Tèo kéo tay Lão Tân Định lôi Lão đi thì nó khựng lại Nhìn thấy con xe phượng hoàng của Lão dựng ở góc sân Nó lao đến nhảy phát lên xe Thầy lên xe con đèo đi cho nhanh Lão Tân do sự bởi vì nhà lão có mỗi cái xe là giá trị Lão giữ gìn đến độ còn chẳng dám đi Mấy hôm lại lấy ra lau Ở cái thời đấy nhà nào khá lắm Mới có con xe phượng hoàng Thầy, thầy còn đứng đi làm gì Nghe thằng Tèo rục Với lại nhìn thái độ của nó Lão cũng hồ là có chuyện rất gấp Lão tặc lưỡi leo lên xe Đường làng là đường đất Ổ gà ổ trâu Đầy ra Chốc chốc lão ngồi đằng sau lưng thằng Tèo Mông lại nảy tăng tăng cả lên Vì thằng Tèo không kịp tránh Mà cứ lao bừa Này mày đi như thế Thì vỡ mẹ mông tao ra làm bốn chứ à Mày đi cho cẩn thận đi Xe của ông ở gãy nạn hoa Mà cong vảnh ông bắt đền mãi à mày Lão Tân ngồi phía sau Ôm chặt lấy eo của thằng Tèo Lão cứ lẩm bẩm mãi Vì sót con xe chiến Lão cưng con phượng hoàng này như trứng mỏng Cứ lúc nào Lão thấy thằng Tèo Mà nhổm mông lên Y như rằng là lão cũng cong đít Ôm chặt lấy eo nó Như vậy mới tránh cho cái mông của lão Khỏi bị thương tật Thêm phần đau đớn Trên đường đi thằng Tèo kịp kể lại đầu đuôi câu chuyện Cho lão Tân Lão thở hắt ra Làng này chắc là bị con vòng nào nó quấy phá rồi Vừa hôm nọ thằng sổi bị nó giấu nay lại là bố con nhà thằng kha đến cổng bãi tham ma thằng tèo vội vàng nhảy xuống thầy ơi thầy cứu người đi thầy ơi nhanh lên lão tân lấy cái chìa khóa khóa cẩn thận con chiến mã lại vào gốc cây cứu người thì phải cứu đấy nhưng mà con xe phượng hoàng này của bố mày thì không thể nào mà tùy tiện được xong xuôi lão yên tâm quay lại bãi tham ma quả thật là đứng từ ngoài này nhìn vào không thấy có cái sự gì lạ chỉ là lão tân cảm nhận được nơi này không chỉ mang âm khí lạnh lẽo mà còn vương vất cả oán khí chắc là bọn người kia bị vong ma che mắt còn nó tính trêu đùa hay hại người thì lão cũng chưa rõ cuối cùng lão tân cũng hiểu được lý do tại sao thằng tèo lại ra khỏi bãi tham ma được mà không bị vong che mắt Nhìn xuống thì thấy đũng quần của nó ướt nhẹp, bốc lên mùi ai ai. Lão nhìn lại con xe phượng hoàng của mình đang dựng đấy. Bố mày về lại phải rửa rồi. Lão hất hàm. Mày đi trước đi, tao đi sau. Thằng Tèo run run. Thầy ơi, hay là... Hay là thầy vào một mình đi. Con, con không dám vào đây nữa đâu, con sợ lắm. Mãi con mới ra được lão tân nhìn thằng tèo, mày có biết vì sao mày ra khỏi đó được không? Thằng tèo lắc lắc đầu, là nhờ nước đái của mày đấy. Thằng tèo bấy giờ mới cúi đầu ngượng ngùng. Đi đi, có tao ở đây rồi mày sợ cái gì? Nghe lão tân nói vậy, thằng tèo như được tiếp thêm động lực. Thế rồi hai người cứ như lời của thằng tèo nói mà dắt díu nhau đi vào trong bãi sương mù. Lão tân nhếch mép. <laughs> có cái chút phép còn con làm sao mà qua được mặt ông nói đoạn lão tân thò tay vào trong túi đồ nghề lấy ra một bịch lê lông đựng cho nhang lão tung lên khắp nơi mù mịt lạ thay cho nhang bay tới đâu thì xương tan biến trở lại nguyên dạng như ban đầu ô thằng biểu kia thằng biểu kia thầy ơi Tiếng của thằng Tèo vui mừng vang lên khi nhìn thấy thằng Biểu, một trong số những người đi tìm kiếm thằng Quân. Thằng Biểu đang ngồi dựa vào một cái ngôi mộ gạch, toàn thân run lên bần bật. Lão Tân vội vàng lấy trong túi ra một lọ nước cho thằng Biểu uống. Bấy giờ, cơ thể thằng Biểu mới ấm áp trở lại, tinh thần cũng bắt đầu minh mẫn. Sau đó lão Tân cùng hai thằng kia đi xung quanh bãi tha ma tìm những người còn lại. Khi biết Lão Tân là kẻ vừa cứu mình, Lão Kha vừa mừng vừa tội. Bác Tân ơi, bác cứu con em với. Chứ mà nó có mệnh hệ gì thì nhà em biết sống ra làm sao. Lão Tân mới nói, được rồi, thế cùng nhau đi tìm thằng Quân. Nhớ là đi sát vào nhau đấy. Vậy là Lão Tân đi trước, cứ thế cả bọn nối đuôi nhau đi sau. Từ xa xa có mấy người đi làm đồng về, nhìn vào bãi tha ma chỉ trò ô hay mấy thằng giờ hơi cứ làm cái trò gì đấy chiều rồi còn dẫn nhau vào đây chơi rồng rắn lên mây kìa <laughs> con mụ sọt vào ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn vào bên trong bãi tha ma mụ cười nói đúng là cái lũ vô công rồi nghề hết khôn rồi nó dồn đến dại thôi kệ mẹ nhà chúng nó chúng mình về nhà ở bên trong bãi tha ma lão tân đã nhìn ra thằng quân nó đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ đất lưng quay về phía mọi người người cứ cười khùng khục rung rung lên như đang thích thú được ăn gì đó lão tân giơ tay làm động tác im lặng cả hội im phăng phắc thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh lão nấy nắm cho nhang ném về phía thằng quân bị chúng cho nhang thằng quân gào rú lên đau đớn một cái bóng trắng bay vọt ra khỏi thân xác của nó vì quá bất ngờ lão tân cũng không kịp trở tay để nó chạy mất bấy giờ thân thể của thằng quân mới đổ gục mọi người hốt hoảng chạy lại lúc lật thằng quân lên thì ai nấy kinh hồn bạt vía thấy trong mồm của nó đầy máu và lông chó bên cạnh là một cái đầu chó còn bê bết máu một thằng khỏe nhất trong hội sốc thằng quân lên vai rồi cả bọn cứ thế chạy như ma đuổi ra bãi tha ma văng vẳng trong gió như có tiếng khóc tiếng than đang đuổi theo vậy cả bọn muốn đái cả ra quần chạy một mạch thẳng không cả dám quay đầu lại cho đến khi ra đến tổng, lão tân đứng quay lại nhìn vào bãi tham ma lão thấy cái bóng trắng lúc mở lúc tỏ cứ bay tà tà đằng sau những ngôi mộ đôi lúc ánh mắt của nó đỏ lòm lòm dòm về phía lão tân nhưng chẳng mang nét thù hẳn, trong đôi mắt quỷ dị đó lão cảm nhận như vong ma đang mật mang một nỗi đau khôn thấu bác tần ơi nhanh lên bác, bác còn đứng đây làm gì chứ kẻo chết bây giờ Tiếng của Lão Kha nói oang oang như kéo Lão Tân về với thực tại. À thì đại tế, tao tao còn mở khóa xe chứ, chứ lơ vứt ở đây. Lão leo lên con xe phượng hoàng mà cong mông đạp đi trước. Cái yên xe nó cao hơn với chiều cao của Lão. Lão cứ phải vẹo về một bên để tới cái bàn đạp. Trông đến là tội. Mấy người kia cũng vội vàng chạy theo. Vẻ mặt thằng nào thằng đấy cứ phở phạch cả ra. Đoàn người về đến cổng mụ tho lao ra sờ sờ nắn nắn xem thằng quý tử nhà mình có lành lặn hay không rồi mụ lại gào lên chu chéo lão kha đang mệt nghe vợ ỉ ôi than trời than đất thì bực bội cầm mẹ cái mồm vào đúng là cái lũ đàn bà cứ động tí là ngoạc cái mồm ra đấy ôi giời ôi con huệ đâu lao lấy nước thay quần áo lau người cho cho chồng mày đi sau khi lão kha trả tiền công cho mấy người lão thuê đi tìm con xong lại chẳng thấy bóng dáng của lão tân đâu chắc lúc lão còn đang bận lo cho con lão tân đã lủi về mất tiếng lão kha gọi vợ từ trên nhà vọng xuống dưới bếp bà Tho ra tôi bảo nào à, có có gì ông ơi thịt cho tôi con gà mái tơ tôi mang sang cảm ơn thầy tân mụ thò út dài một cái hôm nay lại còn bày đặt cảm tạ người ta cái đấy chứ chả phải ông với lão ấy chả ghét nhau như là là đổ mẹ chăn tương đấy mà còn bày đặt cảm ấy chả ơn lão kha đứng dậy nhìn vợ rồi gằn giọng mụ ăn cơm ăn gạo mà ngu thế thế không nhờ có người ta thì hôm nay chồng con mụ chết mất xác với lại tôi sang đấy là bản công chuyện chứ có đi chơi đâu mụ nghĩ những chuyện xảy ra gần đây với nhà mình là cái gì lão kha ghé sát vào tai mụ vợ Nhà mình là bị vong lo ám đây. Mụ biết không, bây giờ phải sang nhờ lão xem giúp là cái sự gì đang xảy ra với nhà mình. Nghe chồng nói, mụ tho gật gù. Ờ ờ, thế thế ông đợi tôi, tôi tôi làm một nhoáng là xong. Rồi lão Kha cứ thế ngây người nhìn ra phía góc vườn, nơi vị trí của cây hương mà lão mới phá đi, định bụng xây nhà mới cho thằng con lão. Ban đầu lão cũng do sự vì trước lúc ông cụ thân sinh lão mất, ông có căn dặn rằng bằng mọi giá không bao giờ được phá cây hương đó đi. Lão ngồi thất thần, bây giờ mới nhận ra một điều. Kể từ hôm phá cây hương thì hàng loạt hiện tượng quỷ dị xảy ra với gia đình lão. Đầu tiên là thằng con lão, người trực tiếp phá hủy cây hương, hết bị điên lại bị ma dẫn ra ngoài nghĩa địa. Sau đó là đến lão. Chẳng ai biết được rằng suốt mấy đêm nay, lão cứ hễ chập mắt là lại thấy bóng dáng của người đàn bà đứng ở cuối giường. Mặt mày nát bê nát bấy. Đến độ con mắt một bên còn lòi cả xa. Mồm bị khâu chẳng chịt bởi sợi dây thép. Tứ chi bị bẻ gãy hết. Chẳng còn ra hình dạng vốn có. Tuy mồm khâm mấp máy nhưng âm thanh vẫn cứ vang lên đòi mạng. Cơn ác mộng cứ lập đi lập lại, như báo cho lão Kha biết điều tồi tệ sắp xảy ra với gia đình lão. Lão thật sự không biết rằng cái chết đầy đau đớn đang chờ lão trước mắt. con xe phượng hoàng vừa lầu bầu trời. Chà bố cái thằng tèo, đường thẳng không đi cứ lao vào ổ gà chó còng mẹ cả vành xe của ông. Đúng là cái thằng chỉ biết phá của rồi cứ thế vuốt ve con chiến mã cứ như thể nó là người tình của lão còn đang cắm cúi lau xe thì một tiếng gọi vang lên làm cho lão tân giật mình lão ngạc nhiên khi nhận ra là lão kha tưởng có việc gì quan trọng liền hốt hoảng ê ê hôm nay rồng lại đến nhà tôm đấy lão kha xua xua tay em ừ, có con gà Màng sàng nhầm nhì với bác vài chén nghe đến rượu lão tân đứng dậy lau tay vào cái đít quần. <laughs> Tưởng có việc gì quan trọng. Nào, vào đây mau lên. Cái gì chứ rượu thì tôi sẵn sàng. Thế là hai lão vừa uống rượu vừa trò chuyện trên trời dưới biển như hai người bạn lâu niên. Quả thật là có tí men vào thì tự nhiên câu chuyện nó dễ lắm. Mặc dù trước đó chả ưa gì nhau. Lão Tân vẫn bị cái đám hát lào nó hành chốc chốc lại nghiêng người sang một bên thỏ tay vào mông gái phành phạch rồi dùng tay bới bới miếng phao câu ở trong đĩa lão kha thấy vậy cho nên cũng chẳng dám gắp miếng thịt nào ăn tạm mấy quả dưa chuột thành thử ra con gà một mình lão tân đánh hết đoạn lão tân nhìn lão kha như có tâm sự bèn hỏi thế có cái chuyện gì đang vui mà mặt như đưa đám bấy giờ được lời như cởi tấm lòng lão kha thuật lại những sự kỳ dị xảy ra với gia đình mình bấy lâu nghe xong lão tân trầm ngâm đoạn nói có gì mai tôi sang bên ấy xem sự tình nó ra làm sao thôi nghĩ làm gì nhiều đau đầu việc ngày mai là của ngày mai uống đi giờ dạ, thì trầm sự tôi nhờ bác hai lão cứ thế ngồi cả cây với nhau đến tận 8 giờ tối lão kha mới đứng dậy ra về trước khi đi lão tân đưa cho một sấp bùa dặn mang về dán xung quanh nhà nha. Một con ma chứ mà mười con ma cũng chả vào nhà bác được. Lão Kha khoác vai Lão Tân, giọng lè nhẹ. <laughs> Từ bây giờ, chúng mình là anh em nhá. Bác là anh, em là em. Thế có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nhá. <laughs> thế rồi hai lão già đã ngót năm chục, cứ thế cười cười như là bọn trai trai, vỗ vai nhau đôm đốp hẹn ngày mai có dịp lại uống tới bến mà hai lão không biết được rằng hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hai lão được ngồi kết tình huynh đệ nửa đêm hôm ấy lão kha đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy trong ánh sáng của cái đèn ngủ mập mờ lão kha đôi mắt lão lên nhìn mọi ngóc ngách như tìm kiếm một thứ kinh dị quen thuộc Lạ thay, hôm nay lão chẳng thấy gì cả. Lão đinh đinh là những lá bùa lão tân cho, đã chấn áp được vong ma. Bỗng đâu có tiếng gọi vang lên. Ông Kha ơi! Ông Kha ơi! Có! Ai gọi đây? Theo phản xạ, lão kha cứ thế mà cất tiếng trả lời dù chẳng biết là ai gọi mình vào lúc nửa đêm thế rồi chỉ ngay sau câu trả lời ấy lão kha cứ như là người mất hồn rồi xuống giường bước đi trong vô thức ánh mắt lờ đờ lão không nhớ lời các cụ đã dạy là lúc nửa đêm nghe có tiếng người gọi thì cấm không được giả nhời chứ không bị ma quỷ nó bắt mất hồn mất vía lúc này bên tai của lão kha chỉ còn lại âm thanh ma quái đi theo tao đi theo tao theo tao lão kha cứ thế bước đi theo vong nữ từng bước từng bước nặng nề trong vô thức đến góc vườn chỗ cái cây hương cũ bấy giờ vong nữ mới hiện ra nhìn lão kha đào một cái hố nhanh lên lão kha cứ thế vớ lấy cái xẻng vứt lăn lóc ở trong đống vật liệu xây dựng mà đào âm thanh rõ ràng là hùng hục như thế mà ở trong nhà kỳ lạ lại chẳng ai nghe thấy Chỉ một nhoáng Đã đào được cái hố phải sâu đến độ một mét rưỡi Bây giờ nữ quỷ Lại lên tiếng Nó là cái hố chôn mày đấy Chàng cười quỷ dị vang lên khiến lão kha như bừng tỉnh lấy lại được ý thức lão sợ hãi quỳ xuống mà chắp tay cầu xin tha cho tôi 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 sẽ làm lễ cúng kiến cô đầy đủ cô tha cho tôi vong nữ nghe vậy thì lại càng thêm tức giận tha cho mày tha cho mày rồi mày có làm tao sống lại được không hả cứ thế vong nữ quỷ trồm đến lão kha cầm viên gạch đập chăn chát chăn chát vào đầu vào mặt của lão kha ghê rợn âm thanh vang lên trong đêm cùng với tiếng ú ớ đau đớn của lão kha lão dĩ đành đạch mỗi khi viên gạch đập xuống cho đến khi chân của lão đã rũi đứ đừ đừ lão kha chết mà thậm chí còn chẳng hiểu nguyên nhân vì sao mình chết. Lão chỉ biết là vong nữ đến đây đòi món nợ máu mà đời trước nhà lão đã từng gây ra. Vong nữ lấy ra một sợi dây thép, khâu mồm của lão Kha lại, rồi bẻ gãy tứ chi của lão. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, tay chân của lão Kha bị bẻ gập ngược lại. Cái chết của lão Kha y hệt cái... tiếng kêu thất thanh của mụ tho lại một lần nữa vang lên đánh thức bà con chòm xóm mụ thấy những vết máu loang lổ khắp cả vườn trong lòng mụ dấy lên nỗi no lo sợ khi không thấy chồng đâu mụ cứ đi lại giữa sân mà chu chéo gọi chồng vợ chồng nhà huệ cũng chạy ra mụ tho bấy giờ ngồi lê ở hiên nhà mếu máu quân ơi quân mời 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 bác tân sang đây mau lên đến bây giờ không kìm nổi lo lắng nữa mụ òa à khóc nức nở bố mày có khi gặp sự chẳng lành rồi mời bác tân đi buổi sáng lão tân đã ngồi nhâm nhi chén rượu xúc miệng vừa đưa mấy miếng xương gà cũ lên gặm mút mút thì thằng quân chạy vào sân nói như thể không thở ra hơi thầy ơi thầy ơi thầy sang giúp nhà cháu bố cháu mất tích rồi Thế hôm qua bố mày còn uống rượu với tao cơ mà. Thế sao thì rạng sáng nó mất tích thế? Thế đêm qua lão có về không? Hay là tạt té vào nhà con bỏ mẹ à nào mà ngủ? Không, bố, bố cháu về. Say quá còn leo lên giường ngủ. Cháu còn cẩn thận qua xem chăn đệm. Sợ ông cảm, mà sáng ra lại chẳng thấy đâu. Ở vườn nhà cháu, máu mẹ còn khắp nơi. Cháu nghĩ có sự chẳng lành cho nên mới sang nhờ thầy. Lão Tân nhìn sang, mấy miếng thịt gà cùng với chai rượu đang bày ra nhốt nước miếng đánh ực một cái thôi thế chúng mày ở đây đợi tí ông về nhắm tiếp nhá đoạn vội vàng lấy đồ nghề đi theo thằng quân trên đường đi lão tân tranh thủ lấy đồ nghề ra một quả chuối xanh bẻ làm đôi cho một nửa vào trong quần trà trà vào chỗ hắc lào mẹ nhất định là ông phải trị chúng mày Trừ lục đảng hành pháp mà lên cơn ngứa thì bỏ mẹ nhà ông. Đến nơi thấy mọi người đang vây quýnh kín quanh nhà lão Kha, người ta lo cho thằng quân con lão thì ít, mà người ta tò mò đến xem cái sự gì đang diễn ra thì nhiều. Mấy đời nay nhà lão Kha ở cái làng này có được lòng ai đâu. Mấy đời nhà lão nổi tiếng tham lam, kỳ bo lại hách dịch hễ có việc gì có lợi cho nhà lão thì nhà lão chẳng từ thủ đoạn nào nào dẹp ra cho thầy vào nào mọi người đang vây kín quanh cổng giặt đường sang hai bên nhường cho lão tân lão tân cay cú nghe thấy chúng nó đang xì xào là thầy tân hắc lào Trời, rồi chúng mày biết tay ông thật ra lão tân tốt bụng lắm nhưng cũng có cái tật là thù dai hễ mà ai để cho thầy ghét chỉ có nước sống dở chết dở mà thầy thì ghét cay ghét đắng đứa nào lôi cái chuyện thầy bị hắc lào ra mà chế giễu nhìn bao quanh ngôi nhà thầy thấy yêu khí đang bao phủ theo như lời mụ tho kể lại lão đi đến góc vườn nơi có những vết máu cảm giác là âm khí đang tụ ở đây dày đặc nhìn xuống nền đất ẩm ướt lão nghĩ chắc là chỗ này mới được đào sới Dưới đó phải có cái sự gì Quân ơi Quân Nhờ mấy thằng thanh niên Đào cái chỗ này lên cho tao xem nào Một hồi sau Mấy thằng hồng học đào bới Chỉ độ chục phút Thì một thằng kêu lên Khi cái sẻng đụng phải thứ gì Thầy ơi Thầy Ở đây có cái gì ạ Lão Tân bảo tất cả dừng tay Từ từ bới lớp đất Lớp đất được gạt sang thì cũng là lúc mọi người chứng kiến kinh hại đến tột độ. Mũi sẹo cắm thẳng vào nửa khuôn mặt của Lão Kha, loài ra cả một con mắt trông vô cùng kinh dị. Thậm chí đến cả Lão Tân, mặc dù đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kỳ quái, nhưng khi nhận ra đây là một cái xác người, lại còn là Lão Kha, vừa mới tối hôm qua còn anh em huynh đệ, hứa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà bây giờ đã thế này bỏ mẹ rồi giờ lão kha lão ấy gặp họa sát thân rồi giờ mình làm sao ôi gì mà có phúc cũng hưởng có họa cùng chịu cái gì thế thôi được rồi đã... 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 Mà nó ma quỷ đến bắt ông đầy tiếp hết nghĩ đoạn lão tân rút cái sẻng ra khỏi mặt của lão kha ai chết rồi đào xác lão lên đưa vào làm tang mụ tho chỉ thấy nấc lên một cái rồi ngất xỉu khi xác của lão kha một lần nữa được đưa lên cũng là lúc người ta xì xào bàn tán đấy đời cha ăn mặn đời con khát nước đấy mấy đời nhà ấy sống thất đức bây giờ nghiệp nó quật đấy ở đấy ngẫm ra thì ông trời cũng có mắt nhà lão kha rồi cũng đến ngày lội bại đến chết còn chả được toàn thay ôi giỏi ơi em thấy bảo á à. Lúc phát hiện ra tay chân nó quặp ngược cả vào Bó lại Mồm thì khâu ngang khâu dọc Chết thật đấy sợ quá đi mất Thì ăn ở thất đức ma quỷ nó đến nó gõ cửa đấy. Rồi chẳng biết là còn cái sự gì nữa đây Cái xác mới có hôm qua thôi Mà đã trưng phình thối giữa Cứ như thể là chết lâu rồi Trong khi vừa hôm qua còn khỏe mạnh Ai nấy lại càng kinh hãi Cơn gió lạnh bao phủ lấy cả ngôi nhà, người ta linh cảm thấy có sự chẳng lành. Làng xóm cuống cuồng ai tạt về nhà nấy, chỉ còn lại vài người họ hàng ở lại lo hậu sự. Lão Tân phân công mọi người những cái cần thiết rồi cũng lầm lũi đi về. Lão về không phải vì lão sợ, mà là lão về chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với vong ma. Lão tự nhủ, nhất định sẽ không để ai ở trong làng này phải chết nữa sau đám tang của lão kha lão tân hiểu rằng người tiếp theo vong ma muốn hại sẽ chính là thằng quân lần này lão quyết định là ra tay trước người dân làng vọng nghe tin thầy tân hôm nay bắt ma ai nấy đều kinh hãi đóng kín cửa ở trong nhà không dám thò mặt ra đường làng vọng im ắng lạ thường lão tân tìm năm thằng thanh niên có sức vóc tuổi từ 18 tám đến ba mươi trong ngũ hành kim mộc thủy hòa thổ để bày ngũ hành khốn quỷ trận. Ở độ tuổi này là nam nhân dương khí cường thịnh, dễ dàng khắc chế âm khí. Tối hôm đó, lão nhằm đúng ngày trí dương, căn đúng giờ thái dương thượng đỉnh, thi triển trận pháp. Không giờ này dương thịnh âm suy, dương khí nhiều hơn, thuận lợi cho việc tiêu diệt ma quỷ. Năm người đại diện cho ngũ hành đứng theo hình cánh sao, mỗi một mạnh ứng với một cánh, trên tay trái của mỗi người cầm một lá cờ hình tam giác, có khắc ấn chú, dưới chân đặt một cái chum nhỏ chứa gạo muối. Lão Tân ngồi chính giữa năm cánh sao, rồi niệm chú ngữ. Sau một hồi lầm bà lầm bầm. Ở vị trí cây hương của nhà lão Kha, xuất hiện một làn sương trắng đục bay ra, chỉ một lúc đã tụ lại thành thân ảnh đáng sợ. những tiếng gào rít vang lên trong đêm mấy người đứng trong trận ai nấy đều lộ rõ vẻ lo âu tuy nhiên đã được lão tân dặn dò tập luyện suốt cả một ngày cho nên vẫn giữ nguyên bình tĩnh nha giữ nguyên trận pháp nếu không là chết cả lút đấy trước mặt lão tân và những người trong trận ngũ hành vong nữ là đứa đã từng bắt hồn thằng sổi cũng chính là kẻ giết chết lão kha khuôn mặt ghê sợ dập nát một con mắt còn lòi cả ra ngoài lòng thòng với cái hốc mắt bởi một cái sợi tơ máu tứ chi thì quặt quẹo hai chân bị quập gập về đằng sau tay thì lủng là lủng lẳng trông như con rối gỗ mỗi một hạt cử động của vong ma lại vang lên những tiếng răng rắc cứ như là bị người ta bẻ xương vong ma lao về phía trận pháp định giết người thì loáng một cái một luồng sáng của trận ngũ hành cản lại năm người trong trận pháp đồng loạt ném gạo mối về phía nó vong ma định giạt ra thì bị những lá bùa mà lão tân dán xung quanh nhà cản lại biết mình không thể chạy được nó quay nhìn về phía lão tân ánh mắt đỏ rực đầy vẻ giận dữ nó gằn lên từng tiếng muốn giết tao à không dễ đâu muốn giết tao à từ đâu một màn xương dày đặc lạnh buốt bao vây lấy trận ngũ hành lúc này lão tân cắn tay lê máu viết lên lá bùa rồi niệm chú xương bắt đầu tan lão bắt đầu lấy ra một cái chuông vừa rung vừa đọc kinh chú tính kinh chú lầm rầm phát ra làm cho vong ma đau đớn dãy rủa lão tân nhảy bổ ra khỏi trận pháp dùng cây kiếm gỗ toàn đánh tan hồn phách vong ma nhưng khi cây kiếm còn cách độ chừng gang tay lão tân như chết sững trước mặt lão không phải là hình hài kinh dị của vong ma mà lại là nhân ảnh của cô Lan chính là người yêu của lão đã mất tích 30 năm về trước Lão Tân rôn rôn Nhìn người tình cũ Nay đã thành vong hồn mà rưng rưng nước mắt Thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống Thầy ơi Thầy Thầy ơi nó là ma đấy thầy làm gì đấy Lão Tân cũng chẳng để ý đến Tiếng của đám người đang kêu gào Lão tiến về phía cô Lan Chúng mày ơi Thầy Tân bị ma nó dụ rồi Chết mẹ rồi Nhưng mà Nhưng mà con ma đấy nó cũng đẹp thật đấy Tao nhìn có thích cái kia Mày nhìn cho kỹ Nó là ma đấy Mày ra đấy mày chết mẹ mày Mấy thằng thanh niên Tăng mắt nhìn theo lão Tân Là à Là em phải không Em là anh đấy phải không Lúc này vong ma đã hiện ra bộ dáng xinh đẹp Nhìn lão Lão là ai Sao lại muốn bắt tôi Sao lão biết tên tôi Lão Tân mừng rỡ Anh đây Anh Tân đây Anh Tân hắc lão năm xưa đi ăn trộm bưởi cho em ăn đây là nơi Vong nữ nhìn lão Tân Bất chợt trong đôi mắt nhỏ xuống hai dòng huyết lệ là anh tân anh tân hắc lão anh này. thậm chí lão còn định kéo cái cặp quần xuống để cho cô lan xem thôi không cần đâu em nhận ra rồi lại tân hắc lão lão tân đau xót nhìn người thương bây giờ thành ra như vậy lão mếu máo à, em em là nơi sao lại thành ra thế này nghe lão tân hỏi vong ma cô lan mới thuật lại chuyện xảy ra thì ra vào cái đêm cô lan tức giận bỏ về nhà trên con đường vắng bóng cô lan gặp lão thịnh là bố của lão kha người bạn chơi thân vừa nhìn thấy lão thịnh đi soi ếch về cô lan chào hỏi Thế hey, bác Thịnh đi cho soi ếch đấy à Lão Thịnh biết đây chính là cô Lan Bạn của thằng con trai mình Ờ à, Thì đi đâu về đấy hả à, Lan Cháu Cháu đi chơi nhà bạn về ạ à? Cô Lan phải nói dối như vậy Chứ không lẽ lại nói Là đi ra đê hẹn hò hố hí với dai Rồi vội vàng rào bước về nhà Lúc này Cô Lan không biết là đã có bóng người đi theo sau tách một đoạn Đủ để cô Lan không phát hiện ra Lúc đi đến chỗ khuất nhà cửa Gần bụi tre Người đàn ông lao lên bịt mồm cô Lan lại Khi nhìn thấy cô Lan đi một mình Lại xinh đẹp phơi phới Cơn dục vọng trong lòng lão thịnh nổi lên Lão nảy giái định cưỡng hiếp Lão bịt mồm lôi cô Lan vào gần bụi tre Đè xuống chỗ bãi chuối Xé áo cô lên Cơ hễ cô Lan kêu lên một tiếng là lão lại đấm cho cô một cái xây sầm cả mặt mày cô lan cũng không chịu lấy hết sức mà cắn mạnh vào tay của lão thịnh đến bật máu co giỏ đá vào háng lão cho đến khi đau đớn lão buông cô ra cô lan toan bỏ chạy thì một cú đập đau đớn vào gáy ngã vật xuống lão thịnh bây giờ cũng chẳng còn hứng thú nữa vì bị đá vào chỗ hiểm đau đến tận não Tay của lão cầm cục gạch Lão nghiến răng nghiến lợi dùng sức mà đập bôm bốp Cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của cô Lan Chẳng thành dạng gì Lúc lão dừng tay lại Thì cũng là lúc cô Lan tắt thở Vì hoảng hốt Lão Thịnh ném cô Lan vào cái bao tải Lúc mang theo soi ếch Rồi vác cái bao tải ấy về thẳng nhà May cho lão là hôm nay vợ con nhà lão về ngoại Lão không sợ việc ác bị bại lộ trong đêm tối lão đào một cái hố sâu rồi ném xác cô lan xuống nhưng ác nhân thay con quỷ ấy trước khi chôn cô lan vì đào cái hố không đủ rộng còn bẻ gãy tứ chi cô không biết là lão thịnh nghe từ đâu mà còn lấy dây thép khâu miệng cô lại để sau này cô không thể hiện hồn về báo thù nữa xong xôi lão leo lên giường ngủ ngon lành mà không hề cắn rứt lương tâm sáng sau khi trời vừa sáng lão thịnh cho dựng một cây nhang trên phần đất đã chôn cô lan phần là để tránh bị phát hiện phần là vì lão muốn trấn hồn để cho cô không quay về báo thù được những sự ấy là lão cũng đã từng học được của một ông thầy cúng ở làng bên ngày qua ngày chẳng ai phát hiện về sự mất tích của cô lan chỉ có bố mẹ cô lan là héo mòn tìm con và tân người yêu cũ của cô cũng mang nỗi đau đáu ở trong lòng dù cho lão thịnh có dặn con cháu sau này không được phá bỏ cây nhang đó thế nhưng khi lão chết đi thì chẳng ai quan tâm đến lời lão nói rồi thằng quân cũng phá bỏ cây nhang để lấy đất làm nhà điều ấy cũng chính là tạo cơ hội để cho vong ma cô lan thoát ra sau biết bao nhiêu năm bị giam giữ trở về mà trả thù con cháu của kẻ đã hại mình. Nghe đến đây, Lão Tân đau lòng đến độ không cầm được nước mắt. Là nà, em buông bỏ chấp niệm đi. <laughs> Dù sao thì Lão Thịnh, Lão ấy cũng chết rồi. Người thân của Lão ấy cũng vơ tội. Rồi, anh gọi em lên chùa nghe kinh Phật để sớm siêu đỏ. Đến đây, dường như cô Lan cũng cảm thấy chẳng còn muốn làm gì nữa. Đứng trước mặt là một lão già hòm hẹp, vẫn là cái hành động gãi gãi quen thuộc. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. Ngày hôm đó, lão tân cho người đào xương cốt cô lan lên an táng tử tế tuy buồn và thương cho người yêu một thời nhưng lão cũng cảm thấy như được an ủi khi cô lan không hề bỏ lão vì bị hắc lòng như lão đã từng nghĩ trong màn đêm một bóng dáng vác cái bao tải đi vội vàng men theo bờ ruộng vừa đi vừa lẩm bẩm cầm nhận đấy con mụ này trồng chối mát tay thật đấy à buồng nào buồng đấy to tướng nải nào nải đấy cứ đèo tăm tắp hư quả này tha hồ mà ăn <laughs> có bao nhiêu rồi ông chặt sạch bóng dáng ấy không ai khác chính là lão tân thì ra lão vẫn còn thù nhà con mụ tính cho nên hôm nay lại đi ăn trộm buồng chối tiêu Sáng sớm, người dân làng vọng lại nghe tiếng mụ tính, chửi cha chửi mẹ thằng nào, ăn trộm bùng chối. Chửi đến nỗi thở không ra hơi. Ai còn lạ gì cái tính nết nhà mộ, khi bo kiệt sỉ, đo lọ nước mắm đếm cụ dưa hành. Đầu đó, người ta còn vang vọng tiếng cười giòn tan. Ở bên kia, lão tân đang ngồi đó, sau khi bẻ chuối xanh mà chát vào vết hắc lào lại lim dim rót một chén rượu sục sục miệng khả một cái coi như ấy là bữa sáng ngoài cổng có bóng dáng thấp thoáng cái áo màu tím tím ông tân ông tân có nhà không đấy đứa nào đây tao đây cháu cháu là con mai ở bên nhà bà mã đấy thì ra ấy chính là con bé mai năm nay cũng mới ngoài đôi mươi con nhà bà mã họ hàng xa nhà cô lan năm xưa dạ nhà cháu nấu được bát canh ốc hôm nay mang sang biếu ông đi ạ ờ à, thế mang vào đây xem nào cô bé mang vào trong mái tóc tết đuôi sam thành hai cái bím lúc la lúc lắc trông cũng đáng yêu lắm Lão Tân híp mắt Thế nhưng rồi lại thở dài Ai à chồng, Giống bác nó thê chứ lại À Thế tôi để đấy Dạ vâng Thế cháu xin phép Cháu về ạ À Lão Tân thở dài Đôi mắt nheo nheo Nhìn ánh nắng chiếu xiên xiên xuống chỗ lão đang ngồi Đoạn lão lại nghiêng cái mông phơi cái vệt hắc lào ra dưới nắng đồ rồi đưa tay gãi phành phạch hết chuyện kính thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc câu chuyện làng quê à, cũng có thể được coi là chuyện pháp sư à, nói chung là tôi tôi thích cái hình ảnh ông thầy pháp này với ông thầy pháp nghiêm túc quá nó nó nó, nó cũng không có quen <laughs> Đúng không ạ? À, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đỗ Ngát à, đã trao tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ này. À, kính thưa quý vị và các bạn thì như lịch trình mình đã thông báo thì có lẽ là chỉ đến thứ hai đầu tuần hết tuần này đầu tuần sau thì tôi sẽ lên cậu tẩy. À, tôi cũng đang sắp xếp lịch Tết chuyện Tết cho các bạn. Thì vào cái khung giờ đọc truyện đêm khuya buổi tối thì có lẽ là các bạn cũng đã nắm được rồi. Còn không giờ buổi sáng thì cũng xin thông báo là tôi đã làm việc tác quyền được với tác giả Thảo Trang, là một tác giả có cái chất lượng viết rất là tốt. Đã thấy lại cuốn sinh nữa thì thì khả năng tôi sẽ gửi tới các bạn một cái series truyện tết nó mang cái màu sắc rất là ma quái, tuyển tập những cái câu chuyện ma quái liên quan đến ngày tết. À, nó phải đến 15 20 tập gì gì đó, mình cũng chưa chưa tính toán cụ thể nhưng mà nó đều là những cái chuyện rất là chất lượng và tôi mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ thông báo với anh chị em là như vậy à, hiện tại thì tôi cũng đã nhận được uh, thông báo của tác giả Đông Phong về cái phần tiếp theo trong cái series đồ đệ của Diêm Vương cái phần tiếp theo của của Tế Quỷ đó về cái cái ông thầy tú cùng với cái cái, cái nhân vật là Trần Phong nó cũng là một cái bộ truyện nó cũng rất là thú vị đúng ạ và có lẽ là sau khi đó xong thì ra tết thì mình sẽ thực hiện cái kế hoạch đọc truyện dài của Waka, những cái bộ truyện chất lượng cao của Waka dịch của Trung Quốc hoặc là thậm chí còn có cả những cái bộ truyện sáng tác của những cái tên tác giả Việt Nam đã làm việc cùng với Waka thì có thể là mình sẽ dần dần lên sóng. Thì... Đây là một cái kế hoạch dài hạn Tại vì các bạn biết là cái kho chuyện dịch Chất lượng của Waka nó rất là lớn Rất là nhiều chuyện Thậm chí là trong đó là có cả những chuyện tâm lý xã hội Chuyện ngôn tình Thì mình cũng đã làm việc được với Waka Và được quyền diễn đọc tất cả Các bộ chuyện của Waka Đây là cái điều nó Cũng rất xin cảm ơn các anh chị Của công ty Waka Và đã tin tưởng Và ủng hộ A Tốn. Mong rằng là tôi sẽ thay mặt các tác giả các dịch giả các anh chị sẽ gửi tới khán thính giả phiên bản audio của những bộ truyện của quá ca chúng ta sẽ còn làm việc với nhau lâu dài hơn nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại